Đây con. Hello. Xin chào cả nhà, Mỹ Kim. Chào cả nhà buổi sáng nha. Mình cũng mới rửa vệ sinh sân bãi rồi xong mình cho Mỹ Kim ăn. Nó thì do Mỹ Kim mà ốm quá nên hồi sáng nha. Mình ăn sáng. Vợ con mình rồi mình mua hộp cơm sườn cho Mỹ Kim ăn luôn. Để cho cắt những nhuyễn ra nha. Đây đây. Cái nhuyễn là chứ để nó nuốt một phát ngọt không còn miếng là cơm bỏ luôn á. Nói chung là sáng tất bật công việc nên chưa có ăn, tụi đàn chó chưa được ăn cả nhà, nên mấy đứa kia nó khỏe mạnh thì mình cho đàn cuốn nó ăn ăn hạt á. Nó còn mấy kia mà ốm yếu mình cho bé ăn thêm miếng đạm rồi lát trưa mình mới nấu được. Rồi tới chiều mới có ăn. Nói chung là nấu một lần là số lượng lớn á, nấu cái nồi lớn á nên là cũng lâu. Cục xương này để lát gặm sao. Đây, món ngon đây. Khỏi bỏ thố luôn. Mục tiêu rồi. Đưa mới rồi ta. Đưa mới rồi cha ăn nha, cha ta ăn thêm nữa đó. Rồi đây. Kim. Nè. Nó đi con. Rồi dứt. Nè. Kim. Rồi lên. Nè. Nè 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 nè. Giận hả? Nãy giờ ra không cho ăn, giờ ba bắt đây vô, đi ra. Ra đây, ra đây. Rồi, ra đây. Ra nè, 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 ăn nè. Rồi lên. Rồi lên. Hả? Dưới được không? Rồi dứt. Để anh con. Hồi nãy ra giờ sao không ra? Kì ra. Đây. Rồi. Dứt con, dứt, để lên.
Nói gì nghe nè. Ra đây, lại lên. Ra đây. Làm gì giận thì vậy? Vô ra. Đó đó. Rồi dưới đây. Đây để mày kia vô ăn à. Làm gì ngó tôi kỳ vậy? Rồi đút ăn luôn cả nhà ơi. Ăn đi con. Rồi lựa thịt ăn không mới độc. Là tối mình có cho ăn mớ thịt bò nữa cả nhà, nên chắc sáng nó ngán hay gì. Ốm quá ốm. Ăn cái kiểu giống bích hợp à, cắn dính 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 các cắn lận miếng miếng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ rồi. Rồi ăn cực khổ với con. Rồi thịt không rồi nè. Ra đây. À, cha để đây. Để đây, ra đây. Để đó, ăn đây. Nó thôi xin dừng video tại đây cả nhà ơi. Thì để cho để cho nó yên tĩnh tự động nó ra ăn. Thì mấy kia bây giờ cũng ăn kiểu mà giống mẹ mặt à. Ăn từ 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 tốn từ tốn. Thôi xin chào. Hẹn lại các bạn vào video kế tiếp. Do mình sáng mình cũng đi nhận kèo đi bứng cây cả nhà, nên bây giờ tất bật công việc nên sáng về vệ sinh cái là đi liền. Thôi xin chào, chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Cả nhà xem nhớ bấm cho mình một like để kênh mình phát triển cả nhà. Đó thì mình còn rất là nhiều công chuyện bề bộn quá, mong cả nhà thông cảm.